Ủa Vinh, chuyện gì mày? Sao tự nhiên ngồi đi ủ rũ vậy ông nội? Ui, suy nghĩ miết không ra mày ơi. Cuối tuần mày vợ con đồ đồ đi chơi miết mà không biết đi đâu. Đi gần gần đây thì nó không có gì vui, mà đi xa xa thì biết là thời buổi kinh tế khó khăn mà. Suy nghĩ miết không ra, ngồi buồn. Cuối tuần anh biết chương trình gì không? Chương trình gì mày? Trời trời trời, vậy nói người Quảng Ngãi mà không có cập nhật thông tin gì hết. Chương trình gì? Kể Nè em nói anh nghe nè, sắp tới ngày 12 đến ngày 13 tháng 1 có chương trình gọi là Sắc Quê Quảng Ngãi. Đây là một trong những chương trình có thể nói là lớn nhất của người Quảng Ngãi, thành phố Hồ Chí Minh. Có giao lưu văn hóa, văn nghệ, ẩm thực cực kỳ hoành tráng luôn. ở đâu Ở nhà hàng Đông Hồ quận 10 đó anh. Ngày cho cầu thang đâu về đúng không? Đúng đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Tông tông tiền vé không? Tông tiền vé không? Vé mấy không? Trời, anh yên tâm, vào cửa là hoàn toàn miễn phí. Ban ngày anh đến đó, anh được xem triển lãm ảnh, anh được nghe hát bài chòi, hát hố lô tô. Đói bụng là có bánh bèo, bánh xèo, ram bắp, bánh đập giòn, túa lô xua luôn. Tốn tiền không mày? À nhưng khúc này tốn tiền à, khúc này tốn tiền à. Tốn tiền. Rồi tối là anh được xem văn nghệ với rất nhiều nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng nữa. Ca sĩ gì? Kể nghe, kể nghe, kể ca sĩ gì? Có sĩ ưu tú Hồng Vân này, có ca sĩ Nguyễn Phi Hùng này, có ca sĩ Hồ Quỳnh Hương, trời ơi rất là nhiều nữa. Ông ca sĩ Nguyễn Phi Hùng á hả? Ai đồ, ai đã đồ xưa. Vui không? Vui, 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 vui đó. Em nói anh, không tốn tiền này, được ăn uống đồ quê này, quê hương mình ở đó đó. Quá được á. Hà đó cái gì á, nói chung là cho con cháu đồ nó nhớ cái bản sắc quê hương mình, chứ không đi xa kiểu này nguy hiểm quá. Rồi ok anh. Cảm ơn nha. Rồi cái gì mày hơi qua gặp lại đi không? Đi không? Đi đi á, đi đi. Nhớ Quảng Ngãi, vợ Quảng Ngãi. Nhớ nghe ha. Nhớ 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 rủ bà con đi hen ha. Ok dẫn đi. Quan nghệ có nhiều cái hà lắm nghe. Ok anh dẫn, dẫn ok anh dẫn. Nha. Ok. Bye bye nha. Bye bye. Đi nha. Ok anh. Nhớ đó. Tôi nhớ con đò lòng đầu hỷ thủy, mồ Đức lúa vàng làng quê Sơn Mỹ, Tư Nghĩa Bình Sơn rừng mía ngọt ngào.